trải nghiệm nhiều công nghệ mới tại Việt Nam ICTCOM 2016. Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đang mở đợt tiêm miễn phí hơn 1.400 liều vaccine 6-trong-1 Infantrix Hesa cho trẻ trong độ tuổi từ 2 đến 24 tháng. Đợt tiêm này sẽ kéo dài đến hết ngày 25 tháng 7. Với phương châm phục vụ sức khỏe cộng đồng thông qua các chương trình hợp tác quốc tế, dưới sự tài trợ của Viện Nghiên cứu Sức khỏe trẻ em MUDOC của Úc, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiêm miễn phí 1.441 liều vaccine Infantrix Hesa 6-trong-1 cho trẻ ở độ tuổi tiêm chủng. Vaccine Infantrix Hesa do Bỉ sản xuất phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan siêu vi B và bệnh do HIV. Để tham gia chương trình tiêm ngừa miễn phí này, các vị phụ huynh truy cập địa chỉ website http://tiemvaccine.vn và đăng ký theo hướng dẫn. Thưa quý vị và các bạn, hàng triệu lượt khách có được những trải nghiệm thú vị về hàng loạt ứng dụng công nghệ tiên tiến tại triển lãm quốc tế về sản phẩm dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội. Điều này khẳng định các doanh nghiệp trong nước đã và đang bắt kịp xu hướng phát triển của ngành công nghệ thông tin thế giới. Công nghệ nền tảng IoT, Internet of Things, tức là một tập hợp các thiết bị có khả năng kết nối với nhau, với Internet và với thế giới bên ngoài để thực hiện một công việc nào đó, là một trong những sản phẩm công nghệ mới nhất hiện nay trên thế giới, đang thu hút sự chú ý của nhiều đối tác trong nước và quốc tế. IoT còn là một trong 10 xu hướng phát triển của ngành công nghệ thông tin thế giới năm 2016, đang được các hãng công nghệ lớn theo đuổi. Đây là cái bước tiến rất là quan trọng để phát triển công nghệ thông tin cũng như là IoT cho Việt Nam. Vì chúng ta cần một cái nền tảng chung, tích hợp tất cả dữ liệu, các cái giao thức như là các cái chuẩn để mà kết nối hàng tỷ thiết bị và hàng triệu ứng dụng. Đây là bước tiến tuyệt vời cho Việt Nam. Khách tham quan còn được trải nghiệm hàng loạt ứng dụng ngành dọc như quản lý nhà thông minh, hệ thống quản trị nhà máy, các ứng dụng quản lý giám sát hành trình xe dành cho giao thông, các ứng dụng dành cho sản xuất nông nghiệp sạch, theo dõi sức khỏe. Bên cạnh đó, tại triển lãm, khách hàng còn được trải nghiệm nhiều sản phẩm công nghệ mới như Big Data, Cyber Security hay nhiều sản phẩm smartphone mới. Sản phẩm YouMind đó là một phần mềm trợ lý ảo để giúp các người dùng tương tác với thiết bị mình qua giọng nói. Ví dụ như là chúng ta có thể ra lệnh cho thiết bị của chúng ta hiểu được chúng ta mong muốn cái gì. Chương trình của ban tổ chức chuẩn bị thì liên quan nhiều đến cái việc phát triển thương mại điện tử, chính phủ điện tử, Internet of Things, kết nối giữa các doanh nghiệp với những cái cơ quan quản lý. Với hơn 300 gian hàng của 150 doanh nghiệp đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia, nhiều vùng lãnh thổ trên thế giới, triển lãm quốc tế về sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2020.